Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 NQTVK của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tình hình kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới hơn 14.530 điểm cầu cấp huyện, cơ sở, các cơ quan đơn vị quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương với hơn 1,3 triệu đại biểu tham dự. Dự hội nghị có đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cũng như còn có các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền cả cấp. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các lãnh đạo cán bộ chủ chốt của tỉnh. Về tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao với quyết tâm chính trị mạnh mẽ để thực hiện chủ trương tổng kết sớm toàn diện nghị quyết 18 trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị xác định, việc tổng kết nghị quyết 18 và sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng và cả hệ thống chính trị. Về việc tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế, mà cụ thể là thông qua cách thức tổ chức và kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có những đổi mới ngay từ khâu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tư duy và phương thức tiến hành công tác lập pháp cũng được đổi mới sâu sắc theo hướng các luật ngắn gọn rõ ràng, tăng cường phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, chuyển mạnh từ luật thiên về quản lý sang kết hợp hài hòa giữa quản lý có hiệu quả với kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, kiên quyết từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2025 là năm tăng tốc bứt phá, vượt chướng ngại vật để về đích. Do đó, xác định một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế là đột phá của đột phá, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả, xây dựng cơ chế chính sách đủ mạnh để cán bộ giảm nghỉ giảm làm, giảm chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ về kinh tế xã hội, để đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 đã đề ra, chúng ta phải đổi mới tư duy, phải cởi trói, phải quyết đoán, phải bứt phá, phải vượt lên chính mình. Để vươn tới mục tiêu thu nhập trung bình cao cho người dân vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phải đạt hai con số liên tục trong những năm tiếp theo. Đây là một bài toán rất khó mà chúng ta phải làm. Chỉ có phép giải rút gọn mới ra đáp số kịp thời gian. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội đang tập trung giải quyết những điểm nghẽn và tạo lập những yếu tố nền tảng để đất nước có thể cất cánh. Về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư đề nghị cả cấp các ngành từ trung ương tới cơ sở phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương này. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị. Cả đồng chí cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy cơ quan cần gương mẫu chủ động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Trung ương không chờ cấp tỉnh không chờ cấp huyện không chờ cơ sở. Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng. Hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành và báo cáo Trung ương phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong quý 1 năm 2025.